School bus. Xe bus học sinh. Xe bus học sinh là xe bus chuyên dùng để đưa đón học sinh đến trường hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến trường học, nhưng không bao gồm xe bus thuê hoặc xe bus di chuyển. Các cấu hình khác nhau của xe bus trường học được sử dụng trên toàn thế giới. Những ví dụ mang tính biểu tượng nhất là những chiếc xe bus trường học màu vàng của Hoa Kỳ và Canada cũng được tìm thấy ở những nơi khác trên toàn thế giới. London Double Decker Bus. Xe bus 2 tầng London. Trong danh sách những biểu tượng của nước Anh do chính người Anh bình chọn, có một chiếc xe được mọi người yêu mến, được coi là biểu tượng của đất nước mình. Đó chính là chiếc xe bus 2 tầng Roadster Master. Roadster Master ra đời vào năm 1956 do kỹ sư Frank Serro của công ty AEC sản xuất. Chiếc xe bus 2 tầng Double Decker này được thiết kế tăng gấp đôi số lượng chỗ ngồi dành riêng cho London. River bus. Xe bus đường sông. Tất cả các thuyền bus trên sông đều có mái che và hầu hết các thuyền cũng có một khu vực bong nhỏ bên ngoài, có quầy bar trên tàu phục vụ đồ uống, đồ ăn nhẹ và đồ giải khát, chỉ thanh toán không dùng tiền mặt. Hầu hết các thuyền đều có nhà vệ sinh dễ tiếp cận. Double decker bus. Xe bus 2 tầng. Xe bus 2 tầng là một chiếc xe bus có 2 tầng. Xe bus 2 tầng được sử dụng để vận chuyển hàng loạt ở Anh, châu Âu, châu Á và nhiều thành phố của các thuộc địa châu Âu. Ví dụ điển hình là chiếc xe bus màu đỏ tại Anh. Coach. Xe khách. Xe khách còn gọi là xe đò là một loại phương tiện được sử dụng để vận chuyển hành khách trên chuyến du ngoạn và trên quãng đường dài liên tỉnh. Nó còn được gọi đơn giản là xe buýt liên tỉnh, xe khách. Army bus. Xe buýt quân đội. Xe buýt quân đội là xe chuyên dùng để vận chuyển binh lính ở trong quân đội, và xe buýt quân đội sẽ được sơn màu đặc trưng. Articulated bus. Xe buýt có khớp nối. Xe buýt khớp nối còn được gọi là xe buýt chuối, xe buýt uốn cong, xe buýt song song, xe buýt tiền sảnh, toa xe lắc, xe buýt kéo dài hoặc xe buýt xếp. Là một phương tiện có khớp nối được sử dụng trong giao thông công cộng. Police bus. Xe buýt cảnh sát. Còn được gọi là xe cảnh sát là một loại xe buýt nhỏ, xe buýt cỡ lớn hoặc xe khách được lực lượng cảnh sát sử dụng vì nhiều lý do. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, xe buýt cảnh sát có thể có nhãn hiệu hoặc màu sơn cho biết cảnh sát sở hữu nó, đồng thời cũng được trang bị các thiết bị thích hợp. Xe buýt cảnh sát có thể là xe buýt thông thường. Electric bus. Xe buýt điện. Xe buýt điện là xe buýt được đẩy bằng động cơ điện thay vì động cơ đốt trong. Xe buýt điện có thể lưu trữ lượng điện cần thiết trên xe hoặc được cung cấp liên tục từ nguồn bên ngoài. Phần lớn xe buýt điện trữ điện là xe buýt điện chạy bằng pin. Mini bus. Xe buýt nhỏ. Mới đây Hà Nội tổ chức vận hành chuyến xe buýt mới khá đặc biệt với sức chứa chỉ 22 chỗ. Metro. Tàu điện. Tàu điện mặt đất cũng được gọi là tàu điện. Tàu điện trên phố là một loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray ở trên phố, di chuyển song song với các phương tiện giao thông đường bộ. Open top bus. Xe buýt mui trần.
Xe buýt môi trần là xe buýt thường, nhưng không chỉ là xe buýt 2 tầng, nó được chế tạo hoặc sửa đổi để hoạt động mà không cần môi. Những chiếc xe buýt ban đầu được chế tạo không có mái che, nhưng trong thời gian gần đây, chúng chỉ được chế tạo để phục vụ khách du lịch và tham quan. Một số được tạo ra bằng cách loại bỏ toàn bộ hoặc một phần mái che khỏi một chiếc xe buýt thông thường hơn. Airport bus. Xe buýt sân bay. Xe buýt sân bay hoặc xe buýt đưa đón sân bay hoặc xe đưa đón sân bay là xe buýt được sử dụng để vận chuyển người đến và đi trong sân bay. Những phương tiện này thường sẽ được trang bị khoang hành lý lớn hơn và gắn thương hiệu đặc biệt. Chúng cũng thường, nhưng không phải luôn luôn, được sơn màu sáng để nổi bật giữa các phương tiện sân bay khác nhau. Amphibus. Xe buýt nội nước. Xe buýt nội nước là loại xe nội nước được phát triển và chế tạo bởi DAT, Duck Amphibious Transport. Phương tiện PV ở Nijmegen, Hà Lan được coi là phương tiện thay thế cho phà Renfrew qua sông Rader. Electric Tour Coach. Xe điện du lịch. Xe điện du lịch không còn là xe quá xa lạ với tất cả những người đam mê du lịch. Loại xe này thường được dùng ở các khu nghỉ dưỡng resort hoặc các shop house. Khi sử dụng phương tiện xe này, con người sẽ được gần gũi với thiên nhiên và môi trường.